đoàn hội thảo của công ty Silent Night. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Cúc, bà Lưu Thị Nhiêu, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Hoa và Lê Thị Hiền sẽ lên sân khấu để nhận những phần quà tri ân của ban giám đốc. We'll be right back.